Oppo F5 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hãy cùng chào đón ca sĩ Bích Phương. Bích Phương. Giọng hát đã là một nhan sắc tuyệt vời nhất rồi em ạ. Đức Phúc hát cũng có mở miệng ra đâu. Em cũng mở bình thường chứ hả? Thực sự là em không có niềm tin vào khẩu hình làm. Dạ, thế thì em xin phép em vẫn chọn cái sâu. Nào đi khám não lại em nhá. Phương là người không thích cơ bắp lắm. Em sẽ cho anh cơ bắp lên đường. Em không thương hoa tiếc ngọc, người ta xinh như thế. Sao mà cũng xinh vậy? Không xinh nên là cho lên đường luôn. Trời ơi, nó vừa mà làm như là bảo vật đưa ra. Rồi, đưa vô, ừ chọn luôn. Thường thường mấy cái mặt nguy hiểm là không bao giờ hay. Lúc em đi dội vàng, em giật mình, em hoang mang. Như là anh gặp cái mic à. Hãy chọn tôi đi. Hãy chọn tôi đi. Tôi mỏi lắm rồi. Không, em nghĩ là bạn ấy cố tình thể hiện ra như thế thôi. Em xin chọn chị số. Không có hay. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Em không tin nổi. Ào ào phóng ra là táp táp ha mọi người. Ca sĩ hát rung cuối câu chả ai như này. Chết dở, thế nãy giờ em bị lừa nhiều đấy nhở. Và mặt rất là ngây ngô, con nai vàng ngơ ngác, dẫm nát cả khu rừng. Cuộc tình xưa vời gió tay là ôi là. Đón xem Giọng Ái Giọng Ai tập 6 phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy ngày 11 tháng 11 năm 2017 trên kênh HTV7.